những hình ảnh ghi lại trong một giờ ăn trưa ở lớp học mầm non. Bé trai thư thả xúc từng thìa cơm cho con bạn ngồi cạnh. Trong cu cậu rất ra dáng người lớn, vừa ăn vừa chai chia cho chính mình vui. Chi tiết hài hước nhất trong clip là cảnh cậu bé xíu lấy cổ áo của cô bé xíu để lau miệng cho chính mình. Bé trai ga lăng xúc cơm cho chính mình gái, hành động lau miệng khiến cư dân mạng ghen tị hơn. Dân mạng thích thú, nhấn like rần rần cho tình bạn đáng yêu và dễ thương của hai bé xíu. Nhiều comment suýt xoa khen cậu bé xíu chu đáo anh nhiệt tình. Nhìn cách cậu bé xíu chăm lo bạn, đủ thấy anh chàng ga lăng thế nào. Hai bé xíu đều ngoan, biết bảo ban nhau ăn uống cho gọn gàng, yêu quá đi mất. Member Thu Hằng comment. Lao bằng cổ áo của chúng ta có hơi bẩn một xíu nhưng vẫn đáng yêu và dễ thương lắm em trai ơi. Một cư dân mạng khác hài hước. Hai con làm cô khen tỉ quá, từ bé xíu đến giờ chưa bạn khác giới mua đồ ăn cho bao giờ, huống chi là xúc cho thế này. Tình cảm quá, khen tỉ quá. Nít Nam E bảo thì bày tỏ.